Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Dự báo thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây có lúc có mưa mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 18 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ và cao nhất cũng chỉ 17 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Khối không khí lạnh suy yếu nhưng dạnh áp thấp trong đới gió Tây vẫn đang tác động tới Bắc Bộ. Dưới tác động của rãnh áp thấp này nên trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, làm cho nền nhiệt cả miền Bắc duy trì ở mức thấp từ 9 cho đến 12 độ ở vùng núi và Trung Du, từ 12 cho đến 14 độ ở vùng đồng bằng. Sang ngày mai, miền Bắc vẫn còn có mưa, vì thế nhiệt độ tiếp tục có sự phân hóa. Vùng núi và Trung Du chỉ từ 16 cho đến 18 độ. Vùng Đông Băng và thủ đô Hà Nội giao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ, trời rét cả ngày. Với miền Trung, đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trở vào Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 16 cho đến 23 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế trưa và chiều mai trời nắng ráo. Nhiệt độ giao động từ 24 cho đến 27 độ. Còn với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao từ 27 cho đến 30 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai không mưa, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở Tây Nguyên là từ 15 cho đến 18 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 19 cho đến 23 độ. Sang ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có chung thời tiết nắng giáo, từ 28 cho đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, duy trì trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù vào sáng sớm, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5 và không có mưa rông. Với khu vực Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, sóng cao trên 2 mét, biển động nhẹ.